Nếu như mà nhìn thấy những hình ảnh này, nhiều bạn có lẽ sẽ thắc mắc Covid là chuyện từ đời nào rồi mà sao ông Taka còn bê lên làm cái gì? Nhưng mà không, đây không phải là hình ảnh cũ của đại dịch Covid mấy năm về trước, mà chính là tình hình diễn biến chống dịch mới đang nhăm nhe tại Việt Nam. Một căn bệnh với tên không mới nhưng lại rất là mơ hồ, khiến cho nhiều người từng có con nhỏ như tôi đưa con đi tiêm phòng phải lơ mơ tự hỏi, hình như là con mình cũng có tiêm rồi. Đó chính là bệnh bạch hầu. Đáng lo ngại hơn cả là đã có một ca bệnh tử vong và hiện các địa phương đang nỗ lực không ngừng, khẩn trương để triển khai hoạt động phòng chống dịch bệnh để ngăn chặn kịp thời căn bệnh này bùng phát thành một đợt dịch trên diện rộng. Vậy bệnh bạch hầu là gì? Vì sao nó lại nguy hiểm đến chết người? Biện pháp phòng tránh ra sao? Hãy cùng tìm hiểu. Nữ sinh ở Nghệ An tử vong do bệnh bạch hầu. Vào chiều ngày 8 tháng 7 vừa qua, đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Nghệ An thông tin về vụ việc cô gái tử vong hôm 5 tháng 7 sau gần 10 ngày mắc bệnh. Đây là ca bạch hầu tử vong đầu tiên tại tỉnh Nghệ An trong năm nay. Nữ sinh PTC, cư trú tại bản Phà Khảo, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, là học sinh ở Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Kỳ Sơn, có biểu hiện sốt, ho, đau họng, khan tiếng, tự mua thuốc uống và dự kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 hôm 26 tháng 6. Sau thi thì đến ngày 1 tháng 7, cô gái đến Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn khám, được chẩn đoán là viêm loét họng, amidan mủ, chẩn đoán bệnh bạch hầu. Bác sĩ mới đề nghị chuyển bệnh nhân lên tuyến trên điều trị, song người thân xin ở lại cơ sở y tế Kỳ Sơn theo dõi do không đủ kinh phí. Đến ngày 4 tháng 7, bệnh nhân trở nặng, được chuyển đến bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, bạch hầu, biến chứng viêm cơ tim, suy đa tạng, tử vong vào sáng ngày hôm sau. Sau khi điều tra dịch tễ, ngành y tế tỉnh Nghệ An và huyện Kỳ Sơn đã xác định được 119 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân này. 119 người này thường trú tại hai huyện Kỳ Sơn và Tương Dương, trong đó có hai người đã rời khỏi địa phương và đi làm việc tại tỉnh Bắc Giang. Hai cô gái này từng ở chung phòng ký túc xá của Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp trong các ngày 25 đến 28 tháng 6. Một người tên là Biên và một người bạn cùng quê là S. Đến ngày 1 tháng 7, Biên và S bắt xe tại huyện Kỳ Sơn về huyện Hiệp Hòa làm việc tại cơ sở karaoke Quán Lá ở thôn Trung Tâm. Từ ngày 2 đến 5 tháng 7, Biên và S có mặt tại 4 quán karaoke trên địa bàn các xã Hợp Thịnh, Thường Thắng, Đại Thành cùng ở huyện Hiệp Hòa và quán karaoke 1990 ở thôn An Lạc, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn. Thời gian có mặt là từ 19:30 đến 23:00. CDC tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng thông báo tin tiếp xúc bệnh nhân bạch hầu đến CDC Bắc Giang để kịp thời khoanh vùng xử lý. CDC Bắc Giang ngay khi nhận thông báo đã truy vết và lấy mẫu xét nghiệm hai cô gái từ tỉnh Nghệ An ra Bắc Giang làm việc. Xác định là cô gái tên Biên, sau đó có dấu hiệu đau họng, tự mua thuốc kháng sinh về uống. Cô gái này cũng đã mắc bạch hầu. Nữ sinh cũng được chuyển đến bệnh viện nhiệt đới trung ương để điều trị. Hiện sức khỏe cô gái đã ổn định. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm đối với Biên, CDC Bắc Giang đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa, Ủy ban Nhân dân các xã tiến hành truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh. Đến chiều 8 tháng 7, cơ quan chức năng xác định có 15 trường hợp F1 và thông tin bước đầu các trường hợp này đều âm tính. Các nhân viên y tế tiến hành điều trị dự phòng bằng kháng sinh cho những người tiếp xúc gần với Biên trong vòng 7 ngày, theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày. Đấy, thế nên anh em nào mà có sở thích gọi tiếp viên rót bia, vịn khi đi hát karaoke thì phải hết sức lưu ý cẩn thận. Bởi vì chẳng ai mong muốn vì một cuộc vui mà lại mang bệnh về nhà. Chưa nói đến việc chưa ngủ vì mắc bệnh, đang ngủ vì mụ sư tử Hà Đông ở nhà thì cũng nên. Vì sao mà dịch bạch hầu trở lại? Tại Việt Nam, nhờ chiến lược tiêm chủng vaccine bạch hầu ho gà uốn ván trong chương trình tiêm chủng mở rộng từ năm 1981 mà tỷ lệ nhiễm bạch hầu đã giảm mạnh vào những năm 2010. Thế nhưng mà bệnh bạch hầu không phải đã gần như biến mất như một số người quan niệm. Còn vi khuẩn nó vẫn ở đấy, âm ỉ và nguy hiểm với rất nhiều người, đặc biệt là trẻ em. Bạch hầu là một bệnh truyền nhiễm cấp tính, có khả năng lây lan mạnh qua đường hô hấp và có thể bùng thành dịch. Nó được xếp vào nhóm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm vì có tỷ lệ tử vong cao. Người nhiễm bệnh có thể tử vong trong vòng từ 6 đến 10 ngày nếu không được điều trị kịp thời. Theo thống kê, trong vòng 10 năm trở lại đây, các đợt bùng phát dịch lẻ tẻ đã xảy ra, chủ yếu là ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và gần đây là các tỉnh phía Bắc như là Hà Giang, Điện Biên hay Thái Nguyên. Vào tháng 8 năm 2019, một ổ bạch hầu được phát hiện ở Đắk Lắk, khiến 11 người phải vào bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị, trong đó có một bệnh nhân tử vong. Bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng khó thở, họng có nhiều giả hạc trắng, bóc ra chảy máu. Chỉ vài tiếng sau khi nhập viện, bệnh nhân chuyển nặng, tiên lượng xấu và tử vong ngay trong đêm. Tháng 6 năm 2020, hai ổ dịch bạch hầu xuất hiện tại Đắk Nông đã khiến cho 6 người mắc bệnh. Các bệnh nhân mắc bạch hầu đều là trẻ em từ 9 đến 15 tuổi. Triệu chứng là sốt, đau họng, biếng ăn và buồn nôn. Trong đó một người tử vong, gây lo lắng khi nhiều người dân phải cách ly với ẩn họa tiềm tàng. Nguyên nhân gây bệnh là vi khuẩn bạch hầu do tỷ lệ tiêm chủng phòng bạch hầu chưa bao phủ hết cộng đồng trẻ em, đặc biệt ở các nơi vùng sâu vùng xa miền núi, những nơi mà tiêm chủng còn cần được tuyên truyền đẩy mạnh.
Đa số ở thành phố, các em bé sinh ra đều đã tiêm chủng những mũi tiêm như là 5-in-1, 6-in-1 đều có cái bạch hầu này. Như là hai đứa con nhà tôi tiêm 6-in-1, 4 mũi hồi sau khi sinh vài tháng. Hồi ấy cứ kêu với vợ là sao mà tiền tiêm phòng tốn kém đến như thế, mỗi lần cứ mấy củ ra đi, giờ mới thấy tác dụng của chích ngừa. Ông bà ta có câu là không ốm không đau, làm giàu mấy chốc, đừng tiếc khoản tiền nhỏ rồi chẳng may gặp hậu họa khôn lường. Bệnh bạch hầu nguy hiểm như thế nào, lây lan ra sao? Theo tài liệu y khoa, bạch hầu có nhiều biến chứng nguy hiểm gây tử vong cao. Bạch hầu do vi khuẩn Corynebacterium diphtheriae gây ra. Vi khuẩn này gây bệnh chủ yếu bằng ngoại độc tố exotoxin, gây tổn thương nhiều tổ chức và cơ quan cơ thể, dẫn đến phù nề, sau đó là hoại tử và loét niêm mạc, tạo ra các giả mạc bám chặt vào niêm mạc. Nguồn gây bệnh bạch hầu là bệnh nhân nhiễm bệnh hoặc người lành mang vi khuẩn nhưng mà không biểu hiện bệnh. Bệnh sẽ chủ yếu lây qua đường hô hấp khi tiếp xúc với giọt bắn của người nhiễm bệnh, những cái lúc mà ho hay hắt hơi. Ngoài ra, bệnh có thể lây qua con đường gián tiếp khi mà tiếp xúc với đồ vật bị nhiễm dịch mũi hầu từ người bệnh, như là qua đồ chơi, vật dụng. Bệnh cũng có thể lây nhiễm khi tiếp xúc với vùng da tổn thương do bạch hầu. Người bệnh thì có thể lây bệnh cho người khác ngay trong thời kỳ khởi phát, thậm chí là vào cuối thời kỳ ủ bệnh và kéo dài sau khoảng 2 tuần, hiếm khi tới 4 tuần. Cái thể mà hay gặp nhất của bệnh bạch hầu là ở đường hô hấp, mũi, họng, thanh quản, khí phế quản. Trong đó 70% bạch hầu họng. Ngoài ra các vị trí khác có thể nhiễm bệnh như là bạch hầu da, bạch hầu mắt. Với cái thể gọi là bạch hầu họng, sau thời gian ủ bệnh từ 2 đến 5 ngày, bệnh nhân bắt đầu có các triệu chứng như sốt nhẹ 37,5 độ C đến 38 độ, đau họng khó chịu, sổ mũi, có thể lẫn máu. Khám họng có thể thấy họng hơi đỏ, amidan có điểm trắng mờ, sờ thấy hạch cổ nhỏ, di động mà không đau. Sau khoảng 3 ngày, bệnh bước vào giai đoạn toàn phát với các triệu chứng điển hình nhất như là sốt tăng 38 độ đến 38 độ 5. Nuốt thì đau, da xanh tái, mệt nhiều, sổ mũi nhiều, nước mũi trắng hoặc lẫn mủ. Khám họng thấy giả mạc lan tràn ở một bên hoặc là hai bên amidan, có thể lan chùm cả lưỡi ga và màn hầu. Hạch vùng cổ sưng đau, phù nề, khi có dấu hiệu cổ bệnh là dấu hiệu đã nặng rồi. Giả mạc lan rộng có thể gây thở rít, tắc nghẽn đường thở và suy hô hấp, thậm chí tử vong nếu không được xử trí kịp thời. Nếu được chẩn đoán và điều trị sớm, giả mạc sẽ hết nhanh trong 1 đến 3 ngày, bệnh nhân hết sốt và hồi phục dần sau 2-3 tuần. Bệnh bạch hầu có thể gây ra rất nhiều biến chứng nguy hiểm, gọi là bạch hầu ác tính. Nếu không được điều trị kịp thời, sẽ dẫn đến viêm cơ tim, tổn thương hệ thần kinh dẫn truyền cơ tim, tử vong do đột ngột trụy tim mạch. Bệnh nhân cũng có thể dẫn đến thoái hóa thận, hoại tử ống thận, chảy máu lớp tủy và vỏ tượng thận. Vậy điều trị bệnh bạch hầu có phức tạp hay không? Thật ra nếu phát hiện sớm thì căn bệnh này cũng không quá nặng và cũng không có khả năng bùng như COVID. Tuy nhiên biến chứng của nó lại diễn biến nhanh chóng và rất là phức tạp. Theo nhiều nhận định, đường đến nghĩa địa của bệnh bạch hầu về cơ bản là chuyển biến nhanh hơn COVID. Bác sĩ Phan Văn Mạnh, khoa cấp cứu, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã cho biết, bệnh bạch hầu thuộc nhóm B là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong. Thế nên bạch hầu cần được phát hiện và điều trị sớm để tránh gây biến chứng và dẫn đến tử vong. Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn chẩn đoán điều trị bạch hầu. Và liệu pháp điều trị chính của bệnh hầu là huyết thanh kháng độc tố bạch hầu SAD, cần được sử dụng càng sớm càng tốt để trung hòa độc tố bạch hầu còn lưu ở trong máu. Hiệu quả nhất là trong vòng 48 giờ đầu tiên. Bên cạnh đó thì kháng sinh thường là penicillin và erythromycin cũng được sử dụng để ngăn chặn sự phát triển và sinh độc tố của vi khuẩn và làm giảm sự lây nhiễm của bệnh. Các biện pháp điều trị phối hợp khác cũng được sử dụng như là corticosteroid, quản lý đường thở, quản lý tim mạch và chế độ dinh dưỡng. Tất cả những người nghi mắc bạch hầu phải được vào viện để cách ly, theo dõi, chẩn đoán và điều trị. Nhà ở của người bệnh, dụng cụ trong phòng, đồ dùng, quần áo người bệnh phải được tẩy uế và sát khuẩn. Phải thực hiện rửa tay đúng quy cách bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Người tiếp xúc với bệnh nhân bạch hầu cần được sử dụng kháng sinh dự phòng. Vaccine bạch hầu có vai trò rất là quan trọng trong việc bảo vệ cơ thể, tránh nhiễm bệnh và làm giảm tỷ lệ mắc bệnh trong quần thể dân số nói chung. Do đó, trẻ em cần được tiêm chủng đầy đủ vaccine bạch hầu, ho gà, uốn ván. Người lớn nên tiêm nhắc lại vaccine bạch hầu mỗi 10 năm để củng cố khả năng miễn dịch của cơ thể mình.